Ngày 12 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã được huy động nhằm đảm bảo an ninh, tránh ách tắc giao thông khi ông Lê Anh Tú, tên thường gọi là Thích Minh Tuệ, đi khất thực. Được biết, vào 5 giờ mỗi ngày, ông Lê Anh Tú bắt đầu rời khỏi căn chòi gỗ tạm giữa rễ cà phê để đi khất thực quanh xóm. Sau đó, ông trở về căn chòi tiếp tục ẩn tu học tập. Biết ông Lê Anh Tú đi khất thực, người dân có mặt từ rất sớm, nối đoàn dài dọc đường để hành lễ. Nhiều người mang xôi, trái cây, nước uống đến mời ông Tú dùng. Ông Tú thường đi quanh xóm trong khoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ, với quãng đường đi gần 5 km. Ông chỉ nhận một phần nhỏ, đủ dùng rồi từ chối và cảm ơn mọi người. Trên cung đường đi khất thực của ông, nhiều người muốn hành lễ để thể hiện tấm lòng chân thành và sự tôn thờ tín ngưỡng. Tuy nhiên, ông Lê Anh Tú đã từ chối và bảo chỉ cần chào nhau là cái cơ duyên. Ông Lê Anh Tú cho biết, con mong muốn được học tập, tu tập bình thường. Mong mọi người cũng việc ai nấy làm. Ai cũng có thể học tập, tu tập, nhưng phải đảm bảo an ninh trật tự, không được cản trở, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng tới người khác. Nếu mọi người muốn gặp con thì đều hoan hỉ mời vào. Khi gặp xong, mọi người nên trở về đi làm, đừng ở lại, tránh tụ tập đông người. Để thuận lợi cho việc tu tập, con vừa qua đã đi khất thực một số khu vực gần đây rồi quay về, đúng theo khổ hạnh mà Phật đã dạy. Trước đó, ông Lê Anh Tú đã ghé nhà thăm gia đình và chọn một nơi yên tĩnh khác để ẩn tu. Gia đình rất mừng, phấn khởi khi gặp người thân sau nhiều năm xa cách. Nghe tin ông Lê Anh Tú ở Gia Lai, nhiều người đến nhà tìm gặp, trong đó khá đông YouTuber và TikToker và những người không quen biết. Theo anh trai của ông Lê Anh Tú, gia đình mong muốn các YouTuber, TikToker để cho ông Tú được tiếp tục tu hành, học tập, đi khất thực theo ý nguyện của mình, đồng thời không đưa những hình ảnh về gia đình, cuộc sống của ông lên mạng xã hội. Ngày 8 tháng 6, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục trao căn cước công dân cho công dân Lê Anh Tú. Tại trụ sở, cán bộ công an đã giải thích về quyền lợi trong việc sử dụng căn cước công dân gắn liền với đời sống. Nếu mất căn cước, công dân Lê Anh Tú có thể đến cơ quan công an khai báo để cấp lại. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981, quê xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đăng ký hộ khẩu thường trú ở xã Ia To, huyện Ia tỉnh Gia Lai. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo và bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực, đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Năm 2024 là lần thứ 4 ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và đang đi chiều ngược lại. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, sự việc ông Thích Minh Tuệ đi bộ khất thực đã nổi lên như một hiện tượng và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Chính vì sự nổi tiếng này mà đã có rất nhiều người nguyện ý đi theo ông, dẫn đến gây mất an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đáng nói mới đây, trong đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ đã có một người không may tử vong và 2 người khác phải nhập viện do sốc nhiệt. Trước tình hình này, sáng ngày 3 tháng 6, thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ông Lê Anh Tú sinh năm 1981 ở xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6 xã Ia To, huyện Ia Krai, tỉnh Gia Lai. Hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân. Bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ 4 ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược trở lại, hiện đã đến khu vực miền Trung, Thừa Thiên Huế. Quá trình đi bộ này đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Lê Anh Tú, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt là ngày 30 tháng 5 năm 2024, một người đàn ông trong đoàn đi theo đó có tên là Lương Thanh Sơn, tự xưng là Minh Thiện, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp theo đó, ngày 2 tháng 6 năm 2024 có 2 người phụ nữ đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. Trước những sự việc đáng tiếc nêu trên, cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Để đảm bảo sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, mọi người dân đều có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cần tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương vì bình yên, hạnh phúc của cộng đồng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam từng có văn bản khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo. Bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Ông Lê Anh Tú hay còn được biết đến là nhà sư Thích Minh Tuệ, từ một người vô danh tự nhận đang tập học theo lời Phật dạy và đầu trần chân đất đi bộ từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Thích Minh Tuệ được các YouTuber, TikToker, Facebooker thổi lên thành hiện tượng mạng. Tuy nhiên, việc bỗng dưng trở nên nổi tiếng lại khiến ông Thích Minh Tuệ gặp phải không ít khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lợi dụng việc này để câu like, câu view, thậm chí tuyên truyền những thứ sai sự thật về quyền tự do tôn giáo. Ông Thích Minh Tuệ được gọi là thầy, là nhà sư trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông không phải là người tu hành đúng nghĩa. Điều này đã được Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định vào ngày 16 tháng 5. Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất kỳ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sư Thích Minh Tuệ chính là ông Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh, thường trú tại huyện Ia To, tỉnh Gia Lai. Từng là nhân viên đo đạc địa chính, người này cũng không tự nhận mình là thầy, nói rằng ông đang tập học theo lời dạy của Đức Phật. Thực ra, ông Thích Minh Tuệ cũng không làm điều gì quá dị thường. Ông chỉ đang tự tu theo cách thức hạnh đầu đà khổ hạnh. Rất nhiều nhà tu hành cũng đang thực hành hạnh đầu đà như vậy. Mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, tối ngủi dưới gốc cây và nơi nhà hoang, nghĩa địa. Không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Thích Minh Tuệ đã thực hành hạnh đầu đà được 6 năm và 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại. Thiếu vắng các YouTuber, TikToker, Facebooker nên các chuyến chân trần xuyên Việt của ông trước đây không gây sự ồn ào nào. Lần này, chính ông cũng nói rằng bản thân không chủ động lôi kéo sự chú ý của dân chúng. Khi có người xin đi theo về Hà Giang, ông đáp, nếu thấy an lạc, hạnh phúc thì cứ đi, con không mời cũng không xua đuổi ai cả. Trong giáo pháp của Đức Phật có 8 vạn 4.000 pháp môn tu. Thích Minh Tuệ chọn cách hạnh đầu đà là quyền lựa chọn riêng của ông. Những người khác chọn pháp tu khác là quyền của họ. Không có sự đúng sai, hơn kém ở đây. Để lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng, muốn được chú ý hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó, một số YouTuber, TikToker, Facebooker đã làm quá lên về Thích Minh Tuệ, kích động tính hiếu kỳ của mọi người, nhất là giới trẻ. Hùa theo đám đông chạy theo trào lưu, nhiều người đón lõng sư thầy đi bộ, rồng rắn đi theo cả một quãng đường dài, xô đẩy, tranh chỗ đứng gần ông để chụp ảnh quay phim. Cảnh tượng lộn xộn đó gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của chính Thích Minh Tuệ. Không bỏ lỡ cơ hội, những thế lực thù địch đã lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để chống phá chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trên mạng xã hội. Mục đích đầu tiên mà thế lực thù địch nhắm tới là chia rẽ các tôn giáo với Đảng, Nhà nước. Chúng gieo rắc thổi phồng mâu thuẫn, tranh chấp để khẳng định rằng tôn giáo và chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam không thể song hành, đánh tráo khái niệm bằng cách tuyệt đối hóa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, không chịu bất cứ sự ràng buộc, chế tài xử phạt nào. Bịa đặt rằng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo. Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, nếu đám đông quay quanh sư thầy đi bộ gây lộn xộn và cơ quan chức năng phải can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thì các thế lực thù địch sẽ rêu rao, công an cản trở nhà sư hành đạo. Mục đích thứ hai của thế lực thù địch là chia rẽ giữa người theo đạo và người không theo đạo, chia rẽ các tôn giáo với nhau, gây mâu thuẫn bên trong từng tôn giáo nhằm làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta. Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, trên mạng xã hội đã xuất hiện những luận điệu gây mâu thuẫn giữa Phật giáo và Công giáo, bài xích Giáo hội Phật giáo Việt Nam, so sánh thiếu thiện chí giữa nhà sư đi bộ với hàng chục nghìn tăng ni đang hưởng lạc trong chùa to, cổng kín, coi khổ hạnh là chánh pháp, là pháp tu duy nhất đúng. Mục đích thứ ba là cổ súy, anh hùng hóa các hiện tượng mạng xã hội theo hướng đối lập với những giá trị truyền thống. Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, bên cạnh sự nồng nhiệt thái quá của mạng xã hội, thì các thế lực chống phá bên ngoài đang ra sức tô vẽ rằng ông này gợi nhớ hình ảnh của Đức Phật năm xưa, rêu rao rằng hiện nay người dân Việt Nam đã bắt đầu thấy cần thiết phải có Đức Phật trong trái tim hay trong ngôi nhà của mình. Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao. Đây không phải là sự tự đánh giá của chính phủ ta mà là kết quả khảo sát của Viện Diễn đàn Pew có trụ sở ở Mỹ. Còn theo Ban Tôn giáo Chính phủ, nước ta có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo chiếm 27% dân số. Đạo Phật là tôn giáo lớn nhất có hơn 14 triệu tín đồ, sở hữu 18.544 ngôi chùa với gần 55.000 tăng ni đang tu hành. Công giáo xếp thứ hai với hơn 7 triệu tín đồ và 7.771 cơ sở thờ tự. Đạo Tin Lành và đạo Cao Đài đứng thứ ba và thứ tư về số lượng tín đồ. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và người dân được tự do lựa chọn tôn giáo, lựa chọn tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng. Năm 2003, nhà nước ta công nhận 6 tôn giáo với 15 tổ chức, 17 triệu tín đồ, khoảng 20.000 cơ sở thờ tự, 34.000 chức sắc, 78.000 chức việc. Đến năm 2022, nhà nước ta công nhận 16 tôn giáo với 43 tổ chức, 26,5 triệu tín đồ, hơn 53.000 chức sắc, khoảng 135.000 chức việc, hơn 29.000 cơ sở thờ tự. Trong số 16 tôn giáo được nhà nước chính thức công nhận thì có tới 9 tôn giáo từ nước ngoài được du nhập vào Việt Nam: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Bà La Môn giáo, Hồi giáo. Nhà nước bảo đảm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo. Cả nước hiện có 62 cơ sở đào tạo tôn giáo tại địa phương. Luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo. Điều 24 của Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Còn điều 6 của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm: xâm phạm quốc phòng, an ninh chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội, môi trường, xâm hại đạo đức xã hội, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo, giữa những người theo tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Những ngày này, đồng bào Phật giáo trên cả nước cũng đang hân hoan đón mừng Đại lễ Phật đản hàng năm. Đây là một trong những minh chứng về việc Đảng, Nhà nước ta luôn đảm bảo đưa những quy định của pháp luật về quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và thực tế đời sống, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa những vi phạm pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.